Giấy mua xong hết rồi, còn ép người ta phải đóng thêm. Muốn trách thì trách tôi. Xinh đẹp, diễn hay, thiệt hết cách. Bạch Long, cậu đi đâu vậy? Bạn tốt, bây giờ nên gọi cô ấy là Dương Lan rồi. Cậu quên hôm nay cậu phải làm stream sao? Cậu nhờ tớ giúp mà bản thân lại không xuất hiện. Vẫn là cái miệng này. Cậu nhìn tớ làm gì? Bất luận là ngàn năm trước hay là ngàn năm sau, thật sự mình chẳng được thương lượng chút nào. Có phải cậu không khỏe không? Sao sắc mặt tệ quá vậy? Không sao chứ? Không sao, đi thôi. Sao hôm nay cậu ít nói quá vậy? Vừa rồi trong lúc live stream, số chút nữa lãng đạm luôn. Đúng rồi, hồi nãy nghe bụng cậu kêu suốt, không tìm được món khác, ăn đỡ đi. Không ăn đâu. Không phải cậu tìm Miêu Lý để ăn chung sao? Cậu trốn cõi hả? Không có. Vậy chút nữa nếu không còn gì, hai chúng ta sẽ ăn chung với nhau. Cô ấy bận rồi. Cô ấy có hẹn. Sao cậu tới đây vậy? Mới tan học cho nên đến đón cậu. Vậy tớ đi trước nha. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đi đâu? Đi đua xe, cậu thấy sao? Tiện thể giải sầu luôn. Cũng được. Đói rồi sao? Dương Lan, món cậu cần tôi mang tới cho cậu nè. Cảm ơn nha, phiền cậu chạy tới đi. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả? Đó là Tô Kiều Kiều sao? Phải đó, dạo này cô ấy đúng là có chút kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng lùng, cảm giác không quen. Tôi nói cậu nghe, dạo này cô ấy không có quản lý tớ, cũng không quản lý Miêu Lý nữa. Có thiệt không vậy? Thiệt đó, cậu nhìn đi. Kỳ lạ thật. Có khi nào là sát sinh thạch trên người của tớ có khả năng phòng dậy không? Đi, đừng nói vậy chứ. Tiểu đầu, đi, nói gì vậy? Tiểu đầu, cậu tới tìm Dương Lan. Nếu hai người bận việc thì đi trước đi, còn lại để tớ làm cho. Giao cho tớ đi. Nghe người ra làm gì nữa, đi mau đi. Kiều Kiều học tỷ, cảm ơn chị nha. Không có gì. Bạch Long ơi Bạch Long, người đúng là một tên ngốc. Ban đầu mối quan hệ giữa ta và Cửu Dĩ, nếu được một nửa như ngươi và Dương Lan, thì thế cục có lẽ đã hoàn toàn khác rồi. Đường đường là thiếu chủ, lại trở thành kẻ dự bị vạn năm. Cho dù ngươi cam tâm tình nguyện, nhưng mà bây giờ mọi chuyện do ta nói là xong. Cậu làm gì vậy? Đồ cười nham hiểm. Tớ không sao. Có phải một ngày cậu không soi gương thì các người cậu khó chịu lắm không? Tớ cảm thấy thói quen này cũng rất tốt. Được, cậu cứ soi gương đi. Lạ thiệt, dạo này sao ai nấy đều lạ lùng hết vậy? Xin chào bạn, xin hãy theo dõi hoạt động hiến máu. Xin chào bạn, cuối tuần này trường mình có hoạt động hiến máu, là tình nguyện viên hiến máu, phiền cậu theo dõi. Cuối tuần đúng không? Đúng rồi. Sau khi cậu ghi danh, trường học sẽ sắp xếp cho cậu nội dung làm việc cụ thể. Đúng. Cho tới một tờ để ghi danh đi. Được rồi.
Tôi phụ cho. Được rồi, đi đi. Miêu Lý. Nè, được rồi, cảm ơn. Không có gì, cảm ơn, không sao. Alo, cậu tới đâu rồi? Tình nguyện viên hiến máu. Nghe nói là tới ghi danh. Nghe nói sắp tới giờ đi, tôi bị lôi tới đây. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng ở đây hình như rất là thiếu nhân lực, cho nên xin lỗi nha. Không sao, vậy cậu làm đi. Tôi cướp máy đi. Được, tạm biệt. Chào học trưởng, mời anh xem qua. Đúng rồi, bản ghi danh hoạt động lần trước của tôi còn không? Bản ghi danh lần trước thì vẫn còn ở đây, để tôi đưa cho anh. Làm phiền cậu. Đi. Thật ngại quá, không giúp được rồi. Thật xin lỗi. Sao vậy? Cậu ta không đến, vậy chúng ta đi hóng gió thôi. Sao cậu tới đây vậy? Nói trước nha, không phải tới cố ý nghe trộm đâu. Hồ đi không ở ký túc xá, nên muốn tìm các cậu để chơi. Hay là để lần sau chơi đi. Đừng mà, cũng tới rồi. Lúc trước cậu đâu phải là người lời bày vậy đâu. Hơn nữa nếu cậu có phiền chuyện này thì lên xe chạy mấy vòng thì hết buồn phiền. Đi thôi. Sao rồi? Đợi chút nào chưa? Cậu chạy xe cũng hay quá chứ. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra tia sáng của tớ à? Tớ còn nhiều điều ưu điểm lắm. Bớt khoác lác đi. Đúng rồi, dạo này cậu là lạ làm sao đó? Có sao hả? Tớ chỉ muốn hiểu rõ một số vấn đề. Vấn đề gì? Cậu đoán đi. Sao cậu tới gì? Xong việc rồi hả? Đúng vậy. Có phải hai người cũng xong việc rồi không? Cảm ơn cậu đã ghi danh giùm tớ. Không có gì. Cậu tới rồi thì tớ giao dương lan cho cậu đó. Tớ đi trước đi. Ghi danh gì vậy? Không có gì. Tôi luôn cảm thấy cậu đi chung với cô ấy hình như là vui hơn khi ở bên tớ. Không có đâu. Tớ biết dạo này tâm trạng cậu không vui, nhưng tớ sẽ không hỏi tại sao đâu. Tớ chỉ muốn nói với cậu, bất luận xảy ra chuyện gì, tớ vẫn luôn ở bên cậu. Cảm ơn cậu. Có lẽ là mấy ngày nay tớ... Không có gì đâu. Bây giờ đi chung với cậu tớ rất vui mà. Cậu muốn chơi không? Muốn.
Không sao, trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi. Không phải chứ. Sao vậy, đứng máy à? Tôi biết một tiệm có thể phục hồi được tài liệu, không bị mất file đâu. Đợi tôi một chút, tôi lấy xe rồi chở cậu đi. Cảm ơn. Dương Lăng, sao vậy? Đứng máy rồi. Lại đứng máy nữa. Đúng rồi. Đi, tớ có một người bạn biết hồi phục hệ thống, tớ dẫn cậu tới chỗ đó nha. Không cần đâu, hồi nãy Bạch Long đã liên hệ trước rồi, cõi lấy xe rồi. Bây giờ mình đi thì không hay cho lắm. Bạch Long. Cậu thu dọn đồ đi. Chuyện này tớ sẽ giải quyết. Tớ đợi cậu bên ngoài. Được không? Được. Biểu Lý, cậu nói sao với Bạch Long vậy? Tớ không gọi cho Bạch Long. Giờ chúng ta cứ như vậy, mày đi sao? Bạch Long bận việc là thật. Alo, phòng bảo vệ trường học đúng không ạ? Hồi nãy tôi phát hiện có người chạy xe quanh khu vực thư viện rất ồn ào. Làm phiền các anh. Cảm ơn. Đại ca, tôi không cố ý thiệt mà. Lần đầu phạm lỗi thôi. Lần đầu đúng không? Đây là lần đầu tiên luôn. Tiểu tử, bị tôi bắt học kỳ 1 sao hả? Muốn có xe không? Tôi gấp thật mà. Tôi có chuyện gấp đó. Có gấp thì nữa thì không thể nào vi phạm nội quy trường học đâu. Muốn có xe hả? Thì lên phòng có dậy đi. Điên. Không cần xe hả? Cậu quay lại đi. Quay lại. Cậu cũng có lúc không đáng tin đó chứ. Cậu ấy suốt ngày quậy phá trong trường học, đáng đời. Đừng nói cậu còn thù hận cậu ấy. Nhiều chuyện ngày đầu tiên suýt chút nữa là cậu ấy đụng trúng cậu đó. Không hổ là cùng thiên yết mà. Thù cũng dai thật đó. Vậy còn phải coi là ai nữa. Vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Bác Tài, làm phiền chạy lên cao tốc phía trước đi. Cảm ơn. Đủ rồi đó, con nít quá đi. Thật không ngờ được, Nguyễn Đời Thần còn có trò như vậy nữa. Đúng là phúc hắc. Đúng rồi. Mà tính của cậu không sao rồi chứ? Họ nói phục hồi được mà. Không sao. Bên phía giáo viên cũng nói rồi, cho lùi lại 2 ngày. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Dương Lan, cậu có cảm thấy mấy hôm nay Bạch Long hơi lạ không? Hơi lạ hả? Lúc trước cậu ấy lãnh đạm thờ ơ, không quan tâm tới ai. Mấy hôm nay là bắt đầu biểu hiện lạ rồi. Lúc trước chúng tôi có nói, coi nhau như bạn bè, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Người trong cuộc tối, người ngoài sáng, cậu đừng để Mưu Lý hiểu lầm nha. Được rồi, tôi đến trung tâm trước nha.
Dương Lan, cậu có sao không? Thấy có chịu hả? Hơi có chịu chút, không sao đâu. Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Thôi được rồi, tôi dọn dẹp giùm cho. Không cần đâu, tôi xin lỗi, chảy máu tay rồi. Không sao đâu mà. Cậu có thể giúp tớ một việc được không? Tớ một mình không thể dán keo cá nhân được. Cậu dán giùm tớ được chứ? Được thôi, nên làm mà. Cảm ơn nhé. Vậy chúng ta tới phòng nghỉ đi. Họ cứu thương ở đó. Được. Dương Lan đâu? Dương Lan ở đâu? Tôi cần phải báo cáo với cậu sao? Không cần, nhưng không phải lúc nào cũng theo sát cậu ấy chứ. Theo sát hay không là chuyện của tớ. Bạch Long, cậu có cảm thấy mấy ngày nay cậu tiếp cận cô ấy quá gần không? Có sao? Không phải cậu từ đó chỉ coi cô ấy là bạn sao? Bạn là bạn mà. Nhưng thân là bạn của cô ấy, thấy mấy hôm nay cô ấy không được vui, tôi không thể nào ở bên cậu ấy được sao? Bạch Long, bây giờ tôi chính thức cảnh cáo cậu, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Sau này cậu có sao Dương Lan một chút được không? Chuyện của Dương Lan đi. Miêu Học Trưởng, quen biết cậu lâu vậy, hay xem cậu luyện kiếm nhưng vẫn chưa được thỉnh giáo cậu. Đừng nói cậu muốn tìm tôi để so kiếm đó nha. Chơi thử đi. Cậu cẩn thận đó. Là hộp này đúng không? Đúng rồi, chính là hộp đó. Để tôi lấy ghế. Có cần giải thích quy tắc chơi không? Không cần. Cách đấu của cậu là gì vậy? Mặc kệ tớ đấu kiếm kiểu gì, thắng cậu là được rồi. Hai người làm gì vậy? Làm gì vậy? Cậu ấy đấu kiếm còn không bằng tớ được. Cậu đấu với cậu ấy không phải là muốn ăn hiếp người ta sao? Nhưng là tớ không sao. Cậu ấy cũng không phải là cố ý đâu. Con người cậu cũng thiệt là, bản thân mình tới đâu mà cũng không biết nữa, còn đấu với Miêu Lý. Chơi thôi mà. Tay cậu bị sao vậy? Không sao, không cẩn thận bị thương thôi. Có bị sao không? Đi bệnh viện không nào? Thôi khỏi đi. Học kỹ tôi đã xử lý vết thương giùm tớ rồi. Học trưởng Miêu, lần sau có cơ hội tiếp tục thỉnh giáo nha. Chào thiếu chủ. Trễ vậy rồi, còn tìm tôi có chuyện gì sao? Thiếu chủ, vốn tâm tỏa trên người cậu cuối cùng cũng được giải trừ rồi. Hãy đi theo tôi. Mời thiếu chủ ngồi. Mời thiếu chủ nhắm mắt lại. Thiếu chủ, cậu có sao không? Rốt cuộc cái hồi nãy là cái gì? Đương nhiên là máu của cửu diễn yêu hồ đó rồi.
Các người đã làm gì Dương Lăng? Chỉ là một chút máu, quấy không sao. Không lẽ thiếu chủ vẫn còn đang quan tâm đến yêu hồ đó sao? Ta không muốn có người làm càng làm bậy. Được, cốt tâm khỏa hiện giờ đã được giải trừ rồi. Thiếu chủ, đợi khi nào thì ra tay? Hiện giờ thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới ta sẽ nói có người biết. Trương lão, thiếu chủ đối với cụ dĩ đó, thiếu chủ vẫn suy tình đối với cụ dĩ. Lần này tuyệt đối không thể vì thiếu chủ mà nhẹ tay được. Nếu không thì thiên thu đại nghiệp của Long tộc của chúng ta sẽ hỏng bét. Trương lão, theo sát hồ tộc, báo cáo bất cứ điều gì. Dạ. Cậu có sao không? Không sao, không sao. Là tự tớ bất cẩn thôi. Chân của cậu bị sao vậy? Không sao mà hình như bị trật chút thôi mà. Thôi được rồi, để tớ đỡ cậu đứng lên. Không sao. Cảm ơn nha. Được rồi, để tự tớ làm cho. Để tớ giúp. Cảm ơn. Còn dọn đồ giùm mình nữa, cảm ơn nha. Không có gì đâu. Vậy tớ mời cậu đi ăn nha. Là tớ đụng cậu mà. Cậu còn mời đi ăn nữa hả? Hơn nữa trưa nay tớ có việc rồi. Vậy ngày tối thì sao? Hồ Ly, cuối cùng cũng gặp được cậu. Giáo viên đang tìm cậu kìa. Mặc qua đó đi. Được, tớ biết rồi. Chờ chút nữa tớ qua liền. Giờ cậu đi cẩn thận đó. Không sao đâu, hãy yên tâm. Được mà, có chuyện thì đi làm đi. Thôi được rồi, cẩn thận đó. Quả nhiên là có mùi. Mùi gì? Mùi trà xanh đó. Hàng chi cậu đi không nổi luôn. Kiều Kiều người ta đã cải tạo quy chính rồi. Hơn nữa bây giờ cô ấy đối với Dương Lan rất tốt. Sao cậu suốt ngày trong đó quá vậy? Còn người ta người kia nữa hả? Mùi trà xanh này còn bị truyền nhiễm nữa. Đàn ông các anh mới cho viên kẹo là hồng mai lên trời rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
挥别的等待的前路。